Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 137. Chúng tôi đang ngồi trên mé sông Babylon bèn nhớ lại Sion và khóc. Chúng tôi treo đờn cầm chúng tôi trên cây dương liễu của sông ấy, vì ở đó những kẻ bắt chúng tôi làm phu tù có biểu chúng tôi hát sướng. Kẻ cướp giật chúng tôi có đòi chúng tôi hát mừng mà rằng: hãy hát cho chúng ta một bài ca của Sion. Trên đất ngoại bang, chúng tôi làm sao hát được bài ca của Đức Giê-hô-va? Hỡi Jerusalem, nếu ta quên ngươi, nguyện tay hữu ta quên tài năng nó đi. Nếu ta không nhớ đến ngươi, chẳng thích Jerusalem hơn sự vui vẻ nhất của ta, nguyện lưỡi ta dính nơi ổ gà. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại các con cái Ê-đôm trong ngày Jerusalem. Chúng nó nói rằng hãy hủy hoại cho đến tận nền nó đi. Ở con gái Babylon là kẻ phải bị diệt. Phước cho người báo trả ngươi tùy theo điều ác ngươi đã làm cho chúng ta. Phước cho người bắt con nhỏ ngươi, đem chà nát chúng nó nơi hòn đá. Chương 14. Lòng các ngươi chớ hề bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi, sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại, đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu và biết đường đi nữa. Thô-ma thưa rằng: lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được? Vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Ví bằng các ngươi biết ta thì cũng biết cha ta, và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. Philip thưa rằng: lạy Chúa, xin chỉ cha cho chúng tôi thì đủ rồi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: hỡi Philip, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay mà ngươi chưa biết ta. Ai đã thấy ta, tức là đã thấy cha, sao ngươi lại nói rằng: xin chỉ cha cho chúng tôi? Ngươi há không tin rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta hay sao? Những lời ta nói với các ngươi chẳng phải ta tự nói, ấy là cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Khi ta nói rằng ta ở trong cha và cha ở trong ta, thì hãy tin ta, bằng chẳng hãy tin bởi công việc ta. Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nỗi ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta.
Giu-đe chứ không phải Iscariot thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi mà không tỏ mình cho thế gian? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người. Chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta thì không vâng giữ lời ta. Và lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Cha là đấng đã sai ta đến. Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi. Nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để sự bình an lại cho các ngươi. Ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Các ngươi từng nghe ta nói rằng: Ta đi và ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng Cha, bởi vì Cha tôn trọng hơn ta. Hiện nay ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến, để khi những điều đó xảy đến thì các ngươi tin. Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì Vua Chúa thế gian này hầu đến, người chẳng có chi hết nơi ta. Nhưng thế gian phải biết rằng ta yêu mến Cha và làm theo điều Cha đã phán dặn. Hãy đứng dậy, chúng ta phải đi khỏi đây. Chương 36. Dân sự của xứ bèn lập Gioacha, con trai Josia, làm vua thay vì cha người tại Jerusalem. Gioacha được 23 tuổi khi lên ngôi làm vua và cai trị 3 tháng tại Jerusalem. Vua Ê-díp-tô trút ngôi người tại Jerusalem và bắt vả xứ 100 ta lân bạc và 1 ta lân vàng. Đoạn, vua Ê-díp-tô lập Eliakim, em Gioacha, làm vua của Giu-đa và Jerusalem và đổi tên người ra là Giê-hô-gia-kim. Nê-cô bắt Gioacha, anh của Giê-hô-gia-kim, đem người về xứ Ê-díp-tô. Giê-hô-gia-kim được 25 tuổi khi người lên ngôi làm vua. Người cai trị 11 năm tại Jerusalem và làm điều ác trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người. Nebuchadnezzar, vua Babylon, đi lên hãm đánh người, xiềng người lại và dẫn người qua Babylon. Nebuchadnezzar cũng đoạt lấy đem về Babylon những khí dụng của đền Đức Giê-hô-va rồi để vào trong miếu người tại Babylon. Các công việc khác của Giê-hô-gia-kim, những sự gớm ghiếc người đã làm và sự đã tìm được trong lòng người, thảy đều chép trong sách các vua Israel và Giu-đa. Giê-hô-gia-kim, con trai người, cai trị thế cho người. Giê-hô-gia-kim được 18 tuổi khi người lên ngôi làm vua và cai trị 3 tháng 10 ngày tại Jerusalem. Người làm điều ác tại trước mặt Đức Giê-hô-va. Sang đầu năm, vua Nebuchadnezzar sai bắt người dẫn về Babylon cùng đoạt lấy đem về các vật tốt đẹp của đền Đức Giê-hô-va, rồi lập Sê-đê-kia em người làm vua Giu-đa và Jerusalem. Sê-đê-kia được 21 tuổi khi người lên ngôi làm vua và cai trị 11 năm tại Jerusalem. Người làm điều ác trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người, không hạ mình xuống trước mặt Giê-rê-mi là đấng tiên tri vâng mạng Đức Giê-hô-va mà khuyên bảo người. Người cũng dấy lên nghịch cùng vua Nebuchadnezzar là vua đã buộc người chỉ Đức Chúa Trời mà thề. Song người lại cứng cổ rắn lòng, không khứng trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Những thầy tế lễ cả và dân sự đều theo những sự gớm ghiếc của các dân ngoại bang mà phạm tội lỗi nhiều quá đỗi, làm cho ô uế đền của Đức Giê-hô-va mà Ngài đã biệt riêng ra thánh tại Jerusalem. Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng, vì có lòng thương xót dân sự và đền của Ngài, nên hằng sai sứ giả đến cùng chúng. Nhưng chúng nhạo báng sứ giả của Đức Chúa Trời, khinh bỉ các lời phán Ngài, cười nhạo những tiên tri của Ngài, cho đến đổi cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân sự Ngài, chẳng còn phương chữa được. Vì vậy, Đức Chúa Trời khiến vua dân canh đê lên hãm đánh chúng. Người dùng gươm giết những trai trẻ của chúng tại đền thánh họ. Người chẳng thương xót đến, hoặc trai trẻ,
nữ đồng trinh, già cả hay là kẻ đầu bạc. Ngài phó hết thảy vào tay của vua Canh Đê. Các khí dụng nhỏ và lớn của đền Đức Chúa Trời, các bửu vật của đền Đức Giê-hô-va, các bửu vật của vua và của các quan trưởng vua, cả thảy đều bị đem qua Babylon. Chúng đốt đền Đức Chúa Trời, đánh đổ vách thành Jerusalem, lấy lửa đốt các cung điện và phá hủy các khí dụng tốt đẹp của nó. Phàm ai thoát khỏi gươm thì người bắt đem qua Babylon. Chúng làm tôi mọ cho người và cho con trai người cho đến đời nước Pharaoh hưng khởi, để cho ứng nghiệm lời của Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Giê-rê-mi mà phán ra, tức cho đến khi xứ được hưởng các năm sa-bát của nó. Vì trọn lúc xứ bị bỏ hoang thì dường như giữ sa-bát cho đến khi mãn hạn 70 năm. Năm thứ nhất đời Siru, vua Pharaoh trị vì, Đức Giê-hô-va muốn làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã cậy miệng Giê-rê-mi mà phán ra, bèn cảm động lòng Siru, vua Pharaoh, rao truyền trong khắp nước mình và cũng ra chiếu chỉ mà rằng: Siru, vua Pharaoh nói như vậy: Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban cho ta các nước thế gian và biểu ta xây cất cho Ngài một cái đền ở tại Jerusalem trong xứ Giu-đa. Trong các ngươi, phàm ai thuộc về dân sự Ngài, hãy trở lên Jerusalem. Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của người ấy ở cùng người. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Quýt thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Quýt. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn, hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.